Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị đón xem bản tin thời tiết Hà Nội của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Thưa quý vị và các bạn, do chịu ảnh hưởng kết hợp của không khí lạnh tăng cường và hoạt động của dòng xiết trong đới gió Tây trên cao, nên Bắc Bộ trong đó có cả thủ đô Hà Nội, ngày hôm qua thì đã xuất hiện mưa, có nơi có mưa rào và thậm chí là một vài nơi còn xuất hiện cả mưa dông. Không khí lạnh tăng cường lại kèm theo mưa nên nhiệt độ trong ngày ở ngưỡng thấp từ 17 cho đến 18 độ. Dự báo trong ngày và đêm nay, khối khí lạnh có xu hướng suy yếu và di chuyển lệch về phía đông. Tuy nhiên, thì dòng xiết trong đới gió Tây trên cao thì vẫn tiếp tục tồn tại trên khu vực Bắc Bộ. Vì vậy mà mưa vẫn tiếp tục xuất hiện trong cả ngày lẫn đêm nay. Mưa xảy ra ngắt quãng, trưa chiều có khoảng thời gian trời khô ráo và nhiệt độ tăng lên ngưỡng từ 18 cho đến 19 độ, một số nơi tăng lên là 20 độ. Tuy nhiên, đêm đến nhiệt độ cũng có xu hướng tăng nhẹ thêm khoảng 1-2 độ, phổ biến là từ 15 cho đến 17 độ. Với ngưỡng nhiệt như trên, thì tình trạng rét buốt vẫn tiếp tục diễn ra trong cả ngày lẫn đêm. Sang ngày mai, thì khối khí lạnh tiếp tục di chuyển lệch về phía đông và suy yếu thêm. Hội tụ ẩm trên các tầng khí quyển trên cao hoạt động yếu dần, do đó mà mưa có khả năng chỉ xuất hiện rải rác vào buổi sáng. Sau đó thì không khí khô ráo và ấm áp với ngưỡng nhiệt độ cao nhất trong ngày có khả năng tăng nhanh lên ngưỡng 22 đến 23 độ. Đêm đến nhiệt độ cũng tăng lên so với đêm hôm trước khoảng 1 đến 2 độ. Như vậy là tình trạng rét buốt thuyên giảm và chủ yếu chỉ còn xuất hiện vào đêm và sáng. Sau đó đến những ngày cuối tuần thì các hình thế gây thời tiết xấu suy yếu, nhiệt độ có xu hướng tăng hơn, ban ngày trời ấm áp hơn với nhiệt độ trưa chiều có thể đạt mức là 24 cho đến 25 độ. Cụ thể tình hình thời tiết tại Hà Nội trong đêm nay và ngày mai thì trời vẫn còn nhiều mây và có mưa, do vậy mà độ ẩm trong không khí vẫn ở ngưỡng cao, dao động từ 85 cho đến 98%. Về nền nhiệt độ thì trời vẫn rét với ngưỡng nhiệt về đêm và sáng chỉ dao động từ 15 cho đến 18 độ. Đến trưa chiều thì mây mỏng hơn và đôi lúc tạnh ráo, kéo nền nhiệt tăng lên ngưỡng là 21 cho đến 24 độ. Thưa quý vị, được thưởng thức những món ăn nước tiếng tại Hà Thành là một trải nghiệm rất thú vị của những ai yêu ẩm thực. Tinh hoa của ẩm thực Hà Thành từ những thứ bình dị nhất nhưng lại mang nét tinh tế từ cách chế biến đến thưởng thức. Tuy nhiên thì những món ăn đường phố cũng góp phần làm phong phú thêm nét đẹp ẩm thực vốn có của nơi đây. Và trong tiết trời mưa lạnh, được ngồi ăn một tô bún Huế nóng hổi, xì sụp húp từng miếng nước dùng thơm ngon chắc chắn sẽ làm cơ thể ấm hơn. Và mặc dù không phải là món ăn đặc trưng của người Hà Nội, thế nhưng mà bún Huế lại dễ dàng chiếm được nhiều tình cảm của thực khách vì đây là món ăn ngon kết hợp giữa rất nhiều các loại nguyên liệu như là thịt bò, mọc viên, giò heo nạc hay là tiêu. Và nếu là người có thể ăn cay thì quý vị nên thêm một chút ớt tươi hay là tương ớt để tạo vị đậm đà cho món bún. Nếu như có ai hỏi rằng du lịch ngày mưa ở Hà Nội nên ăn gì là ngon nhất, thì chắc chắn câu trả lời nhận được sẽ là các món lươn. Theo đó, đến với thủ đô thì quý vị có thể nếm qua vô số các món ăn ngon làm từ loại hải sản này như là lươn xào, bún lươn, miến lươn, lươn kho, lươn om chuối hay là cháo lươn. Và nằm ở vị trí thứ 3 trong danh sách những món ăn ngon tiếp đãi du khách trong ngày mưa lạnh Hà Nội thì đó chính là bún ốc. Không phải là ốc xào me Sài Gòn, ốc luộc mà là món bún ốc hấp dẫn. Sự kết hợp độc đáo giữa sợi bún mềm mại, thịt ốc dai dai có lẽ sẽ mang đến cho bạn một trải nghiệm ẩm thực hết sức thú vị. Và đến đây bản tin thời tiết cũng xin được khép lại với những thông tin dự báo cho thủ đô Hà Nội trong đêm nay và ngày mai. Khu vực Ba Vì, Sơn Tây, nhiều mây, có mưa, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 17 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 24 độ, độ ẩm trung bình 85 đến 96%. Khu vực Phúc Thọ, Chương Mỹ, nhiều mây, có mưa, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 23 độ, độ ẩm trung bình 85 đến 97%. Khu vực Thanh Oai, Thường Tín, Mỹ Đức, nhiều mây, có mưa, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 24 độ, độ ẩm trung bình 87 đến 98%. Khu vực Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn, nhiều mây, có mưa, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 17 độ, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 23 độ. Độ ẩm trung bình 87-97%. Trung tâm thành phố Hà Nội, nhiều mây, có mưa, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 24 độ. Độ ẩm trung bình 85-95%.